Thế giới hoàn mỹ tập 233 thuyết minh audio tại kênh truyện Hư Thần Giới. Thư viện Thiên Tiên, các tòa thành lớn kết hợp với những ngọn thần sơn, thác nước trắng xóa rủ từ trên núi cao xuống cứ như là những con rồng bạc, mà nơi đó những cổ thụ che trời cắm rễ ngay trên vách đá, còn trong nội thành thì kiến trúc đồ sộ, đường phố rộng rãi, vô cùng hùng vĩ. Ồ, tên kia sao nhìn quen ghế ta, bên trong thư viện có người nhìn bóng lưng nơi xa thì lộ vẻ suy tư người cũng cảm thấy quen hà, tên còn lại kinh ngạc, sau đó là câu mày và rồi kêu lên sợ hãi, còn mẹ nó, là hắn, hắn lại tới rồi. Khu vực này hỗn loạn, có mấy người nhận ra được Thạch Hạo chính là người đã tiếp nhận chuyện làm ăn ngay cửa thư viện, tuyên bố rằng có thể ức hiếp sư đệ lập dưới, có thể cho sư huynh cấp trên lên mà đánh. Một đám người tức tới ngứa cả răng, bởi vì ai cũng đoán được, hắn tới từ sân môn lội bại kia, đạo thống có tiếng xấu lâu nay hơn nữa đám người lộc minh liệu sư huynh tới đạo tràng trí tôn để tưởng nhớ di tích cổ thì bị đánh tới thảm bại sau khi mọi người biết ai nấy đều tức giận mau đuổi theo không được để hắn chạy thoát một nhóm lớn học sinh trong thư viện tỉnh ngộ vèo vèo đuổi theo hòng chặn đứng thạch hạo vì dân trừ hại đáng tiếc bọn họ muốn nhưng cũng chẳng có cách nào vì tốc độ của người phía trước quá nhanh quạo trái dễ phải mới mười mấy bước đã biến mất nơi sâu trong thư viện gan to bằng trời, hắn quá kiêu ngạo mà, sau khi gây sự mà còn dám tiến vào trong thư viện chúng ta nữa, khiêu khích trắng trận quá mà, các huynh đệ tỉ muội cùng nhau lục soát không nên để hắn chạy thoát. Có người kêu gọi phát động lực lượng, cùng nhau tìm kiếm. Trên thực tế, trong mấy ngày nay có một nhóm lớn sớm đã đi tới phế tích đạo tràng trí tôn bị cỏ nhấn chìm kia để hỏi han. Đáng tiếc, nơi đó trống trơn, không gặp được truyền nhân của đạo thống có người phát hiện tung tích của hắn ở phía trước, một tên sư huynh nhận được thông báo thì nói ngay cho mọi người biết, lập tức cả đám người nhanh chóng đuổi theo. Đây là một cảnh tượng hiếm có, cứ như là vết dầu loang, người ngày càng nhiều tiến nhanh về trước. Rất nhanh có người biến sắc, bởi vì nhìn thấy mặt mũi của tên kia rất rõ ràng, còn là đang đi tới ký túc xá nữ sinh là cố ý chọc tức người khác ư. Quả đáng ghét mà, ban ngày ban mặt lại dám xông tới khu vực nữ sinh, đúng là đồ ác ôn tra chuyển con nối mà, có người tức giận hết lớn cũng có một số ít người biểu hiện quái lạ, bởi vì nghĩ tới buổi tối mấy ngày trước, có người nói, tên ác ôn này từng sóng vai rào bước cùng với thành y tiên tử trên bảng tuyệt sắc, cứ như cả hai từ trong tiên trì đi ra vậy. Tin tức này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, mọi người cũng không hề tin, chỉ cho rằng thâm tâm của tên ác ôn kia không ngay thẳng nên nói năng bậy bạ để khiến người khác hiểu lầm. Quá bị ổi, đi vào rồi kia.con bà nó, tiền ác ôn này lại dám vào trong khu nữ sinh trận pháp kia sao lại mất đi hiệu lực thế không cách nào cản được hắn có người kêu to mặt thấy thạch hạo đi vào khu thần thánh kia hơn nữa còn nghinh ngang tiến vào những trận pháp nơi đó cũng chưa hề phát sáng cốt văn không tác dụng quá đáng giận mà tưởng thư viện thiên tiên ta là nơi nào chứ chỗ tịnh thổ thanh tịnh của nữ sinh mà cũng dám xông vào không thể tha thứ tuyệt không thể bỏ qua lần này tựa như là vỡ tổ đám người tức giận nhóm lớn vọt tới chất vấn người bảo vệ nơi này vì sao lại để hắn đi vào hắn có lệnh bài đặc biệt của thư viện ta có thể đi qua vẫn không hề làm trái quy định người bảo vệ tịnh thổ nơi này cảm thấy mình oan ức quá không đáng bị chỉ trích như vậy mọi người không ai tin hắn có trọng bảo như thế nhất định là dùng thủ đoạn đen tối nào đó để trộm cắp hoặc là cướp giật nhật thời mọi người càng thêm căm phận hơn nơi đây rối loạn, người càng thêm nhiều, đội chấp pháp đã bị kinh động nên nhanh chóng lại đây, yêu cầu được đi vào để thanh lý tên bại hoại kia. Đương nhiên, những nữ sinh trong ký túc xá đã bị kinh động, rất nhiều cô gái ra khỏi phòng tra hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây, hồ nước xanh thẳm, cổ thụ phát sáng, từng dãy tịnh xá nằm trên vách núi, trên rừng tùng, vẻ u tĩnh và tao nhã không cách nào diễn tả được. Thạch hạo rất dễ dàng tiến vào, trên đường đi chưa hề gặp chút ngăn cản nào, hắn thầm hoán có phải năm đó tề đạo lâm dựa vào tấm lệnh bài này mà xem chút nữa trộm luôn huyền tôn nữ của viện trưởng hay không tuy hắn biết đằng sau đang náo loạn thế nhưng cũng chẳng hề để ý nhanh chóng tiến tới linh sơn của nguyệt thiền nơi đây khí lành lượn lờ yên tĩnh vô cùng nên xuất phát rồi hắn bí mật truyền âm nguyệt thiền xuất hiện trong màn xương tóc đen phất phới mắt sáng như sao quần áo phần phật theo gió nàng đứng trên linh sơn vẻ xuất thế và thánh khiết không cách nào nói ra được vợ yêu, nàng càng ngày càng dễ thương mà, thạch hạo than thở. Nếu là người khác, khi đối mặt với một gia nhân thần tư ngọc cốt như thế này thì nhất định sẽ khép nét, không dám mạo phạm thậm chí còn cảm thấy tự ti mặc cảm. Thế nhưng thạch hạo không phải thuộc hạng người này. Sắc mặt của Nguyệt Thiền ôn hòa, xuất trần và thanh lịch cũng chẳng hề quát mắng, cũng không sửa lời, bởi vì nàng quá hiểu rõ bản tính của tên bại hoại này, nói cũng vô dụng mà thôi. 15 năm không gặp, khiến người khác nhớ nhung quá đi thôi, thạch hạo tới gần, ngắm kỹ cô gái trước mặt. Người lại nói linh tinh gì thế hả? Một ngày không gặp tựa như là 3 năm, năm ngày thì phải 15 năm rồi. Thạch hạo đi tới, mặt chẳng hề đỏ, cánh tay mở ra, cười nói, để ăn mừng sự gặp lại giữa đôi ta, cùng nhau ôm một cái thật chặt nào. Nguyệt Thiên lùi lại, vẻ xinh đẹp hơn người, ánh mắt lưu chuyển, phong thái khuynh thế, nói, cứ theo ước định, đừng có động tay động chân đương nhiên là không muốn xem cái bộ mặt cười xấu xa của Thạch Hạo. Hai bên bàn bạc làm sao để thu được Thanh Nguyệt Diễm, vừa đi vừa bàn, vô cùng chăm chú. Trong lúc vô tình, Thạch Hạo nắm lấy bàn tay trắng của Nguyệt Thiền, vẻ mặt đầy tha thiết, nói, ta nhất định sẽ giúp nàng thành công, tái hiện lại phong thái của Thanh Nguyệt thời tiên cổ. Nguyệt Thiền hết cách, nếu là người ngoài thì ai dám khinh nhờn, cả người nàng phát sáng, khí tức thánh khiết ngập tràn nhẹ nhàng rút bàn tay lại thế nhưng tên bại hoại này lại dùng pháp môn côn bằng với đại thần thông xúc địa thành thốn để sử dụng cho hành động này phát huy tới cảnh giới xuất thân nhập hóa tuy không có ôm chiếc eo nhỏ của nàng thế nhưng vẫn là nắm chặt lấy bàn tay trắng ấy ồ không phải là sư muội thanh y đó sao người đang đi bên cạnh là ai có một vài nữ sinh thấy nguyệt thiền và thạch hạo hai người bay lên không làn khí lành lan tỏa xa xa nhìn lại cứ như là một cặp chân tiên lầm thế cự gió rời đi nhìn sơ qua rất giống với tên kỳ tài vượt qua thang trời kia, chỉ là mặt không giống mà thôi, có cô gái chớp chớp mắt. Mà cùng lúc đó, sự rối loạn đã lan tới nơi này, đội chấp pháp dẫn theo một nhóm người kích động tiến vào nơi thanh tĩnh này đòi tìm ác đồ. Cái gì, sư muội thanh y đi với người khác rồi, hỏng rồi, đó chính là tên ác đồ với tiếng xấu lan xa mà, sao các ngươi có thể để hắn rời đi thế, nhanh đi cứu viện. Sau khi hiểu rõ tình hình thì rất nhiều người hét lớn nói bậy, sư huynh kia không phải là ác đồ, dáng vẻ rất giống vị kỳ tài ngút trời đã bước qua thang trời kia, các ngươi là đang đố kỵ chứ gì, cố ý vu oan cho người ta, có nữ sinh bình vực. Sao lại thế được chứ, đám người không tin, hai mắt nhìn nhau. Mấy người này cảm thấy không ổn, chẳng lẽ đã tính sai, người kia chỉ xuất hiện một lần ở thang trời rồi sau đó biến mất một cách thần bí, là kỳ tài được thư viện ẩn giấu chắc chắc là không sai, chứ cứ đưa muội muội thanh y về rồi tính sau, có người lớn tiếng nói, kỳ thực là hơi do dự. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không cam lòng, cứ cho rằng hắn là tên đệ tử của sơn môn lụi bại đạo tràng trí tôn kia. Nói gì thì nói, môn phái này quả thật đã phục hồi, nay chúng ta đi vây quét bắt gọn tên kia. Cần tức cần phải chút, mâu thuẫn cần xóa bỏ, một đám người bắt đầu trinh phạt khu phế tích kia. Hỏa Châu, Đại Thảo Nguyên nơi đây chính là vùng đất của đám giặc cỏ, là thiên đường của giới tội phạm, cũng chính là thiên đường của người ưa mạo hiểm, tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ. Chỉ vì nơi đây sản xuất ra những thần liệu hy hữu, cổ quang vô số, các đại giáo ở thượng giới đều có nhân mã đóng quân ở đây để đào bới địa bảo, vận chuyển về gia tộc từng người. Triển thảo nguyên này tràn lan những tội ác, máu mê phát sinh không ngừng hòng tranh mỏ, những chuyện cướp đoạt thần liệu lúc nào cũng có. Nghe nói, trên thảo nguyên này có một tiên quáng chấn động cả cổ kim, bên trong sản sinh ra tiên kim bảy màu, thạch hạo hỏi. Nguyệt Thiền gật đầu, cái tiên quáng kia rất kỳ lạ và cũng rất đáng sợ, là quáng động sản sinh ra tiên kim bảy màu, là vật liệu quý hiếm vô thượng được thượng giới ghi chép lại, thế nhưng không một ai có thể khai thác được. Nghe nói, từ xưa tới nay, có vài người chủ của những đại giáo bệ nghệ thiên hạ sau khi thâm nhập và chết đi thì sau đó rất ít người tới thăm dò. Phượng Vũ cần vật liệu trí bảo kia thế nhưng Thư viện Thiên Tiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để tìm ở những nơi khác, Nguyệt Thiền nhắc nhở. Vậy thôi, ta không nghĩ tới chuyện này nữa, thế nhưng để khi nào ta rảnh rỗi thì có thể tới thần động của một vài đại giáo dạo chơi, tiện thể thu chút lợi nhuận mới được, Thạch Hạo khẽ nói. Hắn sớm đã nghe nói, thiên tài của các giáo đều được cử tới nơi đây, rèn luyện trong khu vực tội ác và bảo vệ những cái mỏ này, có thể nói vô cùng náo nhiệt. Dù sao, hắn từng đặt chân qua thảo nguyên hỏa châu này cũng chỉ một góc nhỏ mà thôi, nếu như so sánh với thần thổ đầy rộng lớn của Hòa châu thì không đáng là gì. Chính là đây, thạch hạo chỉ, trên đường đi không có gặp chút phiền toái nào nên bọn họ đã tới chỗ cần tới. Hẻm núi lớn vô cùng yên tĩnh, sâu không thấy đáy, âm u tâm tối cứ như là một cái miệng rộng có thể nuốt gọn cả trời xanh của con cự thú, nó chắn ngang phía trước. Là chỗ này à ố nguyệt thiền thay đổi sắc mặt, phía dưới quá sâu, phạm vi sợ tới cả vạn dặm. Dù sao, khu vực này rất hoang vu bởi vì nơi đây cũng chẳng có thần quáng nổi tiếng nào, sinh linh ít ỏi, cho nên cũng không sợ người khác tới quấy phá. Hai người cùng nhau tiến xuống vực sâu, từ từ đi xuống, rất nhanh đã xuống tới nền đất, sau đó được thạch hạo dẫn đường, xuyên qua những khe hở của những lớp đất đi tới bên trong khu phế tích kia. Đây là di tích của tiên cổ, Nguyệt Thiền thay đổi sắc mặt. Nơi đây cũng không phải tối thui, bởi vì bên trong phế tích này còn có những phù văn còn sót lại lấp lánh ánh sáng, khiến nơi đây trở nên mờ ảo mịt mù. Chuyện cũ thành bụi, bao nhiêu huy hoàng thịnh thế đều mai táng trong năm tháng cả, Nguyệt Thiền tự nói. Thạch hạo gật đầu thế nhưng hiện tại không phải là lúc tưởng nhớ, đại chiến ba ngàn châu càng ngày càng gần cho nên cần phải cố gắng chuẩn bị với tư thái mạnh mẽ để tham chiến. Hắn và Nguyệt Thiền cất bước bên trên nền gạch vụn để tìm kiếm mồi lửa kia. Thời gian trôi qua, đi hơn nửa canh giờ, trong lúc vô tình thì hai người cảm nhận được một thứ nhu hòa, có hào quang mờ ảo buông xuống. Ánh trăng đêm nay sao lại êm dịu thế? Nói tới đây thì Thạch Hạo kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, mà Nguyệt Thiền thì càng giật mình hơn, ngược lên trời cao. Trên vòng trời, có một mặt trăng màu xanh vô cùng êm dịu mang theo mà sương mù mỏng manh, ánh trăng như nước rủ xuống dưới, không cách nào nói hết được vẻ thanh khiết của nó. Thanh Nguyệt Diễm, Thạch Hạo kêu lên bởi vì đây chính là thế giới bên dưới nền đất thì làm sao có khả năng có trang chứ, rõ ràng là một chủng cổ hòa. Nguyệt Hiền cũng kích động không kém, khó mà giữ được vẻ bình tĩnh, trên dung nhan tuyệt mỹ ấy ngập tràn vẻ mừng rỡ, trong cặp mắt to lại có ánh sáng kinh người, run giọng nói, chính là nó. Nhưng vào lúc này, hai người cảm giác được một luồng nóng rực, ánh trăng giữa trời kia đang buông xuống khiến y phục của hai người nhanh chóng cháy trụi hóa thành cho tàn. Nóng rực ánh trăng êm dịu chiếu xuống, quần áo liền hóa thành cho tàn. Nhưng mà, cũng không có tai ương nào giáng lâm cả, chẳng hề có chuyện nguy hiểm gì diễn ra, có thể thấy được, vầng thanh nguyệt kia rất an lành, không hề phát sinh ra khí thế đáng sợ. Thân thể cao giáo của Nguyệt Thiền trắng mịn như ngà voi, tóc đen tung bay che khuất một nửa dung nhan hoàn mỹ, nàng đứng trên gạch vụn, tiên cơ ngọc cốt, lập lành ánh sáng dịu dịu. Mà đối diện, Thạch Hạo cũng chẳng có mảnh vải che thân, quần áo đều bị cổ hỏa kia đốt cháy lộ ra thể phách cường tráng, có bảo huy lấp lánh, tóc đen rối tung, ánh mắt sáng rực như ngân hà. Bên trên phế tích tiên cổ, hai người đứng đối diện, khoảng cách cũng không xa, có thể nhìn thấy được tất cả, biến cố này quá đột ngột. Nguyệt Thiền biến sắc, gần như hết toáng lên, còn Thạch Hạo thì kêu to, không xong, cẩn thận. Đồng thời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới ngăn lại ánh trăng xanh kia, đứng trước người của Nguyệt Thiền rồi dùng một tay ôm trọn thân thể trắng mịn ấy vào lòng. Hai người đứng sát nhau, hương thơm của thiếu nữ thoang thoảng nơi mũi lan khắp dưới ánh trăng. Việc này quá đột ngột, thanh khiết và yên tĩnh như Nguyệt Thiền cũng không cách nào duy trì được tâm tư như nước được, lúc này nàng biến sắc, khẽ than nhẹ rồi nhanh chóng lùi về sau. Không cần lo lắng, thạch hạo với bộ mặt nghiêm túc, nơi đó để lại một chuỗi bóng mờ, hắn dính sát lấy nguyệt thiền nói để ta chống lại nó nàng trốn ở bên cạnh ta buồm ra gương mặt xinh đẹp của nguyệt thiền truyền hồng tên khủng này quá vô liêm sỉ rõ ràng đang sàm sỡ vậy mà còn dám nói năng chính trực như vậy da mặt của hắn quá dày nói năng trịnh trọng cũng không quên lấy cánh tay ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng vô cùng điêu luyện Việc này khiến thân thể của Nguyệt Thiền cứng đờ, bởi vì áo quần của hai người đều đã bị hủy, thân thể giống như Dương Chi Ngọc Thạch chân bóng, cứ thế chạm vào nhau, thật sự rất khó chịu. Xoẹt một tiếng, Nguyệt Thiền cứ như một vị tinh linh lưu lại một bóng mờ xinh đẹp, thân thể với đường cong nhấp nhô nhanh chóng tách khỏi hắn rồi cấp tốc tránh ra bên ngoài. Có ta ở đây thì sẽ không để nàng bị thương đâu. Việc này khiến Nguyệt Thiền không biết nói gì cả, Thạch Hạo cứ oai phong lẫm liệt, như hình với bóng, phát huy pháp môn côn bằng và đại thần thông xúc địa thành thốn tới cực hạn dán chặt lấy nàng, vẫn với tư thế trước giờ. Cách xa ta ra, co má trắng mịn của Nguyệt Thiền ửng hồng kèm theo là vẻ xấu hổ trầm giọng mắng, chuyện này quá khó xử, vừa mới tới thì đã gặp ngay tình huống này. Đáng ghét nhất chính là, mặt của tên này dày như quạt mo, làm bộ nghiêm túc thế nhưng lại sánh bước cùng nàng ôm chặt lấy vòng eo thon khiến nàng khẽ run, cặp mắt đẹp trợn tròn. Ta sẽ không bao giờ để nàng mạo hiểm, có ta ở đây thì nàng sẽ không phải chịu một chút thương tổn nào. Thạch hạo mặt chẳng hề biến sắc lớn tiếng nói, hơn nữa cánh tay đồng thời siết mạnh ôm lấy chiếc eo thon ấy, hai người gần như đã dán chặt vào nhau. Cái tên khốn nạn nhà ngươi, buông tay ra mau, Nguyệt Thiền quát lên, nơi vòng eo nổi lên từng lớp da gà, co má thì càng nóng rực, tình cảnh này khiến nàng lúng túng, vô cùng xấu hổ. Ta sẽ không buông, nguy hiểm đang trước mặt nên ta nhất định sẽ kiên trì, nhất định sẽ đứng phía trước để chặn lại tai họa này cho nàng, thạch hạo nói chắc như đinh đóng cột. Ai cần ngươi bảo vệ? Nguyệt Thiên cảm thấy gương mặt của mình chắc chắn đã đỏ chót lên rồi, bởi vì nàng có thể cảm nhận được hơi nóng từ đó, hai người dính sát với nhau, cảnh tượng kiểu diễn, thật sự rất thân mật. Nàng có thể cảm giác được nhiệt độ của cánh tay đang ôm lấy eo của mình, còn có thể cảm nhận được vẻ xấu xa của bàn tay ấy, nó đang xoa nhẹ và vân vê trước bụng của nàng. Vèo một tiếng, Nguyệt Thiền cứ như là một mũi tên rời cung khiến cả hư không uốn éo, nàng lướt ngang mấy trăm trượng, muốn dựa vào cách này để thoát khỏi cánh tay kia, rời ra thạch hạo. Nhưng mà, khiến nàng giật mình chính là, tốc độ của thạch hạo quá nhanh, nhanh tới mức khó tin, vẫn như trước dính sát lấy nàng. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thiền trừng lớn, cánh tay kia, vẫn còn đó, vẫn ôm chặt eo thon của nàng, chưa hề bỏ ra. Nếu như côn bằng mà biết thì chắc sẽ ngạc nhiên, rồi thở dài và sau đó là chấp nhận buông xuôi, pháp môn của nó lại bị người người diễn biến tới cực điểm, gần như không thể tưởng tượng được nữa. Thần thông mà nguy học chỉ để khoe khoang vào lúc này à, Nguyệt Thiền giận dữ và xấu hổ, trách mắng hắn. Là vì bảo vệ nàng mà, thạch hạo lớn tiếng nói, mặt mày chính trực. Đi chết đi, Nguyệt Thiền phát điên, không thể nào kìm chế được nữa, cả người tỏa ra hào quang, hàng loạt phủ văn hiện ra đồng thời phát sáng toàn thân, tiếng kim loại vang lên, một bộ giáp trụ thần linh xuất hiện. Đang cảm thấy mình tức tới nỗi muốn ngất đi, tốt nhất nên mặc vào lớp áo giáp thần thánh này. Nhưng mà lúc này, vườn thanh nguyệt trên cao kia lại phát sáng, vẻ rực rỡ càng tăng lên, khí tức khó tà lan xuống. Thạch hạo ngừng đầu lộ vẻ nghiêm túc lông mày cau lại nhìn chằm chằm mặt trăng xanh treo trên cao kia, tìm hiểu vì sao lại như thế, nguy hiểm đã thay đổi. Rệt. Đột nhiên, một chùm ánh trăng bay tới, nó cứ như là một dài lụa xanh, tuy không chói lọi quá mức thế nhưng khi tập hợp lại thành một chùm sáng thì không hề bình thường. Hả, thạch hạo thất kinh, chùm sáng này đang hướng về phía Nguyệt Thiền, hắn lập tức nghiêm túc hẳn, thu hồi lại tâm tư chọc vẹo, nhanh chóng lấy ra một pháp khí thần linh để ngăn cản. Rệt việc khiến người khác kinh hại chính là trùng sang thứ hai lại hiện lên rồi lao xuống một chùm công kích một người bọn họ Keng. chỉ trong nháy mắt pháp khí trong tay của thạch hạo bị bẻ gãy hóa thành chất lỏng kim loại nên biết đây chính là một chiếc roi thần thu được của bọn giặc cỏ trên vùng thảo nguyên kia chính là bảo vật cấp thần nhưng mà thứ này đỡ không nổi một đòn nhanh chóng bị nung chảy nhỏ xuống dưới đất hóa thành phế liệu cột văn đều bị tiêu diệt Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền kinh ngạc thốt lên, pháp y trên người của nàng vạn vẹo biến hình, nếu không phải nàng phản ứng nhanh thì cả người chắc cũng tan chảy luôn rồi. Nàng đánh văng giáp trụ ra ngoài, tách khỏi cơ thể mình. Một bộ áo giáp thần linh mạnh mẽ cứ thế bị hủy diệt trở thành đống sắt vụn. Lần này, Thạch Hạo hoàn toàn thành tâm chứ không có ý đùa cợt, thần sắc đầy nghiêm túc che chắn phía trước người đưa lưng về phía Nguyệt Thiền, một mình đối mặt với vầng thanh Nguyệt kia. Nhưng mà, khi hai trùng sang biến mất thì Thanh Nguyệt lại khôi phục lại vẻ êm dịu, cũng không còn vẻ nguy hiểm nữa, việc này khiến người khác khó hiểu. Chuyện gì thế? Thạch Hạo lẩm bẩm. Nguyệt Thiền cũng nghi ngờ không thôi, hiện tại nàng không mảnh vài che thân, làn da trắng mịn phơi hết ra ngoài khiến nàng ngại ngùng vô cùng. Lẽ nào vầng Thanh Nguyệt này đang tác thành cho đôi ta? Thạch Hạo quay đầu nhìn Nguyệt Thiền. Làm nhảm gì hả? Nguyệt Thiền chừng hắn một cái. Thanh Nguyệt treo trên cao, êm dịu và mờ ảo quả thật cũng không có bất ngờ gì xảy ra nữa hai người đứng sát với nhau nên có vẻ mờ ám và xinh đẹp không thôi thạch hạo ngẩng đầu cảm ứng thật cần van sau đó mở miệng tụng ngôn ngữ cúng tế của tiên cổ chỉ trong nháy mắt hắn liền khiếp sợ bởi vì hắn cảm ứng được một gận sóng là một thứ tâm tình gần như có thể nối liền ngôn ngữ tiên cổ quả nhiên siêu phàm sau đó thạch hạo nhận ra được một vài tình huống đốt cháy quần áo của chúng ta nó đang cảnh cáo, không được làm bậy làm bạ ở nơi này. Giáp trụ thần linh trên người, tay cầm binh khí cấp thần, nó nghĩ là đang khiêu khích, cho nên mới hủy diệt. Đây chính là tin tức đạt được sau khi hắn tìm hiểu từ bên trong tâm tình kia, hắn nói cho Nguyệt Thiền biết và sau đó hai bên cùng thảo luận nên làm gì tiếp theo. Tình huống như thế luôn à, Nguyệt Thiền liền hiểu, lập tức nàng lấy ra một bộ áo quần phổ thông khoác lên trên người. Thạch Hạo lấy làm tiếc, nhỏ giọng lầm bầm, đồng thời mặt mày đều biểu lộ vẻ tiếc nuối. Ngươi, có ý gì thế hả? Mặc y phục của mình vào đi, Nguyệt Thiên Trường hắn. Khi hai người đối mặt nhau lần nữa thì y phục đã tương tất, Thạch Hạo không còn trêu dẹo tiên tử của Bồ Thiên Giáo nữa, mà cả hai bắt đầu thảo luận cách để thu lấy thanh Nguyệt Diễm. Cổ ngữ vừa nãy của ngươi hình như rất có tác dụng. Nguyệt Thiền nói, nàng cũng hiểu được một ít do được truyền thừa từ bổ thiên giáo, dù sao cũng là một trong những đạo thống cổ xưa và mạnh mẽ nhất thượng giới, nên cũng có bí pháp. Lúc trên đường đi thì hai người từng trao đổi qua, hiện giờ lại càng trao đổi đạo tế hòa cùng với ngôn ngữ cung tế cổ kia, cũng không giấu làm của riêng gì cả. Bởi vì cả hai phát hiện, ngôn ngữ tiên cổ đặc biệt mà hai người sở hữu đều không giống nhau và có thể bổ sung cho nhau, có thể càng hoàn thiện hơn nữa từ đạo chủ có danh tiếng xấu thế nhưng thủ đoạn quả nhiên rất nhiều lão trộm trăm nhà cổ ngữ chiếm được còn nhiều hơn cả bồ thiên giáo nguyệt thiền than nhẹ không thể không bội phục hai người đều có thiên tư hơn người bởi vì đã nắm giữ đạo tế hòa cùng với một chút cổ ngữ cho nên hai bên tìm hiểu rất thuận lợi suy luận nhanh chóng rất nhanh đã nắm giữ trong lúc này bọn họ thử nghiệm nhiều lần hòng trò chuyện với vầng thanh nguyệt kia quả nhiên rất có hiệu quả người hộ pháp cho ta ta muốn bắt đầu nguyệt thiền nói sau một khắc, dáng vẻ của nàng trở nên trang nghiêm, tóc đen phất phới, con mắt linh động, cả người không minh như tiên, đứng nơi đó ngước nhìn trên cao, đối mặt với vầng thanh nguyệt kia. Từng đoạn ngôn ngữ cúng tế từ môi anh đào phát ra, truyền về trên cao. Thạch hạo hộ pháp bên cạnh cũng lầm nhầm ngôn ngữ cúng tế cổ kia để nối liền với thanh nguyệt, mục đích là trợ giúp nguyệt thiền liên hệ thành công với nó, nối liền hoàn toàn. Việc này có hiệu quả vầng thanh nguyệt kia từ từ hạ xuống, êm dịu và sáng tỏ, cứ như là ngọc thạch xuất hiện ở cách đó không xa. Thứ ngôn ngữ này vốn là lời cung tế ở thời đại thiên cổ, dùng để giao lưu với mồi lửa hy thế, thành lập quan hệ khế ước, cho nên giờ đã mang tới tác dụng lớn. Thanh nguyệt sáng tỏ, xinh đẹp hiếm có tới tận cùng, quan sát ở khoảng cách gần thì vô cùng lấp lánh, cơ bản chẳng phải là một chùm cổ hòa gì cả. Càng ngày càng gần, nó đã tới ngay trước mắt treo bên trên hai người, cách nhau cũng chỉ mấy trượng mà thôi. Duệt. Ánh trăng chiếu xuống, quần áo của hai người lần nữa trở thành cho tàn, bởi vì ánh lửa của nó quá nóng, cũng không phải cố ý gây nên. Hai người không ai dám làm bậy, cũng không có lấy đồ ra che thân thể, bởi vì giờ là lúc then chốt, lần nữa tụng ngôn ngữ cổ để cúng tế và nối liền. Sau đó, Thanh Nguyệt từ từ lại gần, càng ngày càng êm dịu thế, nhưng dù vậy, da rẻ của hai người bị sức nóng làm cho phát sáng, thần văn hiện lên để bảo vệ bản thân. Tới giờ phút này, cả hai người thở ra một hơi dài, nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì thì sẽ thành công, xem như đã tạo nên một mối quan hệ hài hòa với thanh nguyệt diễm này. Thạch hạo thả lòng, hai mắt quan sát xung quanh, bắt đầu ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước. Thanh nguyệt giữa trời cao, ánh trăng chiếu xuống dưới. Trên phế tích, một thiếu nữ với thân thể cao giáo, trắng trẻo như ngọc, từng sợi tóc phát sáng, không nhiễm chút bụi trần, con mắt long lanh, môi đỏ mọng nước, chữ cổ trắng ngần như thiên nga, xuống dưới là đường cong uốn lượn lên xuống gần như là hoàn mỹ, bộ ngực to căng, eo thon mịn màng, hai chân xuông thẳng, cơ thể trắng như tuyết. Hình ảnh này khiến lòng người chấn động, không chút tỳ vết nào, vô cùng hoàn mỹ, sẽ khiến người khác lầm đường lạc lối. Nguyệt Thiên Trừng hắn, ánh mắt này quá trắng trợn, lại dám nhìn ngắm thân thể của nàng một cách thẳng thừng như thế, việc này khiến nàng xấu hổ thế nhưng không có bất kỳ biện pháp gì, bởi vì đã tới thời khắc mấu chốt khi thu lấy mồi lửa. Nhưng, làm nàng tức khí hơn là, tên háo sắc này còn trả đũa lại nàng bất lịch sự quá đừng có nhìn chằm chằm ta như thế thu bảo hòa tiên cổ quan trọng hơn thạch hạo nghiêm túc nói ai thèm nhìn ngươi nguyệt thiền giận dữ và xấu hổ chẳng hề giống với vẻ không chút bụi trần ngày thường của nàng cứ như là trích tiên lạc vào hồng trần vậy thạch hạo vận động thân thể cường tráng của mình tự nhủ hết cách ai biểu mình lại đẹp trai vô song dù là tiên tử của bồ thiên giáo cũng không thể kìm nén được đã bị hấp dẫn rồi vào lúc này, trong mắt của Nguyệt Thiền bắn ra thần hà, hàm răng nghiến chặt, thật sự rất muốn trấn áp hắn, hành hạ hắn một trận thật mạnh. Tới rồi kìa, Thạch Hạo nhắc nhở, Thanh Nguyệt đang hạ xuống lại sát gần thân thể trắng mịn của Nguyệt Thiền, chiếu sáng cả cơ thể nàng, nó treo trên đỉnh đầu, truyền ra một tâm ý nhẹ nhàng, sắp thành công rồi. Nguyệt Thiền ngưng thần, môi đỏ khẽ hé, ngâm tụng ngôn ngữ cùng tê nối liền với nó, thành lập quan hệ thân thiết khiến nàng bất đắc dĩ đó là hiện tại không cần thạch hạo giúp đỡ nữa cho nên hắn đảo tới đảo lui ngắm nghiến nàng từ đầu tới chân khiến cả cơ thể nàng đều hiện lên vẻ ửng hồng người có thể cách xa ta một chút không hả nàng cắn răng bởi vì tâm thần không yên sợ bị quấy dày rồi xảy ra sự cố gì đó được rồi nhưng nàng phải chịu trách nhiệm với ta đó dù gì cũng đã nhìn thấy toàn bộ của ta rồi thạch hạo nói đôi môi anh đào của nguyệt thiền khẽ nhích tức tới mức xem phun máu, hàm răng cắn chặt, sau cùng cũng chỉ biết lườm hắn một cái mà thôi. Có hiệu quả, Nguyệt Thiền, gần thành công rồi, chắc ta cũng phải đi thu lấy cổ hòa còn thần bí hơn kia nữa quá, thạch hạo lầm bẩm rất mong đợi. Đương nhiên, cảnh đẹp xuất hiện trước mắt này hắn cũng vô cùng ước ao, không muốn bỏ lỡ. Mười thước, chín thước, tám thước. Thanh Nguyệt hạ độ cao, tựa như là một ngôi pha lê chiếu rọi trừ thiên, sáng người rực rỡ, từ từ tiếp cận hai người bên dưới. Tới đây, Thạch Hạo bỏ đi vẻ cợt nhã, thủ thế chuẩn bị, chứ đừng nói là Nguyệt Thiền đang đứng nơi giữa kia. Lúc đầu, con cảm nhận được vẻ ấm áp thế nhưng sau đó là bỏng rát, tựa như dao bén cắt đi lấp ra, cuối cùng là khiến người khác cảm thấy máu mình như bốc hơi từ lỗ chân lông tràn ra ngoài. Nguyệt Thiền cả người vốn trắng mịn thế nhưng hiện tại bên ngoài cơ thể lại hiện ra một màn tinh lực nhàn nhạt, nhạt, nhạt bốc cháy cùng với tia hoa bẩm sinh. Việc này rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đốt cả thân thể mình thành cho bụi bởi vì đây chính là thanh nguyệt diễm cường giả cổ kim đều biết rõ được xưng là cổ hòa tuyệt thế do chân tiên sau khi chết đi thì lưu lại dù là thiên thần cổ đại cũng không cách nào ngăn được sẽ bị thiêu chết không biết bao nhiêu lần không thể liều mạng không cách nào chống lại chỉ có nối liền với nó hình thành nên một quan hệ khế ước ổn định nếu không chắc chắn sẽ phải chết nguyệt thiền thần thánh hoàn mỹ môi đỏ hồng hào tỏa ra phủ văn nàng đang ngâm tụng ngôn ngữ cúng tế tiên cổ nhằm cộng hưởng với thanh nguyệt diễm muốn hòa là một thể với nó tuy hai mà một nhưng mà tuy nàng có thể kiên trì tiếp không hề chống đối thế nhưng vẫn đã tiêu hết một lượng lớn bản nguyên bẩm sinh tinh lực từ trong lỗ chân lông tuôn ra ngoài rồi bốc cháy trong hư không bởi vì thanh nguyệt diễm quá kinh khủng, tuy rằng không có hạ xuống thiên uy nhưng chỉ với ánh sáng bình thường vốn có đã khiến người khác không cách nào chịu được rồi. Trên thân thể trắng mịn của Nguyệt Thiền bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi hột thế nhưng sau đó liền bốc hơi hóa thành xương trắng, thiêu đốt cùng với tinh huyết đang tràn ra kia. Tình huống của hàng không được ổn cho lắm, nàng lào đào cả người, quá vất vả, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không cách nào chịu được nữa. Thạch Hạo nhíu mày, thân thể phát sáng phun ra tinh hoa bẩm sinh của mình, thứ này hóa thành một dài lụa tiến vào trong thân thể trắng mịn của Nguyệt Thiền, trợ giúp nàng bổ sung chân nguyên. Nguyệt Thiền ổn định lại thân hình, cặp mắt thăm thẳm, từng ký hiệu hình hoa sen nở rộ từ trong miệng nàng bay ra trao đổi cùng với mồi lửa kia. Ồ, thành công rồi sao? Thạch Hạo lộ nét mừng, nhìn thấy Thanh Nguyệt kia êm dịu bi không ít, hơn nữa nhiệt độ chợt giảm xuống, mồi lửa kia tựa như cảm ứng thấy Nguyệt Thiền đang rất vất vả. Thanh Nguyệt hạ xuống cách đỉnh đầu Nguyệt Thiền không quá năm thước, khoảng cách quá gần thế nhưng mà nàng cũng chưa hề bị bỏng rát vì ánh lửa, tình huống lại tốt hơn rất nhiều. Thạch Hạo không thể không than thở, mỗi người một khác, lần đầu khi hắn vừa nhìn thấy đoàn cổ hỏa Thanh Nguyệt diễm này thì suýt nữa đã bị một ánh lửa bao phủ trục xuất rời khỏi nơi này. Hiện giờ, Nguyệt Thiền lại gần như đã thành công, nếu như truyền ra ngoài thì nhất định sẽ chấn động khắp thiên hạ nên biết thứ cổ hòa có quan hệ với chân tiên là thứ quý giá nhất, thiên hại hiếm có, dùng thứ này để thành thần thì tiềm lực sẽ tiến hóa tới mức kinh người nhất. Bốn thước, ba thước, hai thước. Thanh Nguyệt xuống gần, vẻ an lành và yên bình càng ngày càng tăng, tựa như tất cả đã là chắc chắn, đã là thành công. ầm. Ừ. Đột nhiên, thân thể Nguyệt Thiền run rẩy, khi còn cách nàng khoảng một thước thì mồi lửa xảy ra biến cố, mơ hồ có một bóng mờ hiện lên, thứ này khiến mồi lửa phát ra ánh hào quang sáng chói không xong thạch hạo không chút do dự cả người phát sáng khống chế bản nguyên bẩm sinh của bản thân hóa thành hàng vạn tia khí lành tiến vào trong thân thể của nguyệt thiền dùng hết khả năng giúp đỡ nàng hơn nữa trong miệng không ngừng ngâm tụng ngôn ngữ cúng tế để nối liền với nó ánh trăng xanh sáng rực buông xuống từng nhóm lớn bao vây lấy nguyệt thiền khí tức tỏa ra khiến người khác sợ hãi dù là thạch hạo không có ở bên trong thế nhưng cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ Thứ ánh sáng này nếu như bạo động thì đủ khiến cho thiên thần hóa thành cho tàn. Lúc này, Nguyệt Thiền không hề nhúc nhích mà chỉ phát ra âm thanh nơi miệng, mặc cho ánh trăng xanh vần quanh ngoài thân thể thì biểu hiện của nàng vẫn bình tĩnh và tự tin, không buồn cũng chẳng vui. Thạch Hạo rất hồi hộp, nếu như có chuyện ngoài ý muốn gì, dù thu cổ hòa thất bại đi nữa thì hình thần cũng sẽ bị diệt, tất cả thành không cả. Hiện tại lại không biết giúp như thế nào, không dám ra tay lung tung, sợ sẽ khiến chùm ánh trăng kia phát sinh dị biến. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Thạch Hạo cứng giờ, bên trong thanh nguyệt hắn lại nhìn thấy một bóng người thướt tha kiên cường, một thân một mình đứng trong mặt trăng, giống như là một vị chân tiên tái sinh vậy. Đây là thanh nguyệt nữ tiên, Thạch Hạo giật này cả mình, khó mà tin được, tại sao lại có lạc ảnh như thế? Hắn từng hỏi qua tề đạo lâm, do hỏi thử cổ hòa hy thế như thế này có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không, khi đó đạt được đáp án rằng không cần phải lo lắng gì cả, không hề có quan hệ gì với chân tiên ngày xưa. Giờ, trước mắt sao lại xuất hiện một bóng người, cổ hỏa này không tầm thường. Đột nhiên, Nguyệt Thiền phát ra tiếng hừ nhẹ, cố gắng nhịn xuống nỗi đau đớn tột cùng, thân thể run rẩy, nàng không gắng gượng nổi nữa rồi. Nguyệt Thiền Thạch hạo biến sắc, ánh trăng xanh đang bao phủ thân thể của nàng từ từ co rút rồi chạm vào thân thể nàng, nhiệt độ cao ấy đủ khiến cho thần cũng phải run rẩy. Sao lại như vậy, không phải nó đã thu lại vẻ nóng rực, thay vào đó là sự êm dịu, này sao lại trở nên đáng sợ vậy, thạch hạo nắm chặt nắm đấm. Không xong rồi, khả năng ta đã thất bại, Nguyệt Thiền mở miệng, nhiệt độ đáng sợ này có thể đốt cháy bất kỳ vị thần nào thành bụi trần, huống chi chỉ là một tôn giả. Đang nói những lời này thì bóng hình kia mơ hồ đi chút ít, sinh cơ gặp phải sự phá hoại nghiêm trọng. Biến cố đột nhiên xảy ra, ánh trăng trước kia đã đụng vào thân thể thế nhưng cũng không có làm thương tổn gì tới nàng, này lại cứ như là ngựa hoang mất cương của nhanh vào trong huyết nhục, như muốn nuốt cháy lấy nàng. Không. Thạch hạo hét lớn, miệng tụng ngôn ngữ cùng tế nối liền với thanh nguyệt, muốn thu hút nó về phía mình để ngăn cản tai ương kia. Không ngờ sẽ có kết cục như vậy, nguyệt thiền tiếc hận, vô cùng tiếc nuối, nàng chịu đựng đau đớn tột cùng, thân thể trắng mịn ấy bị bỏng nặng khó mà gắng gượng được nữa. Hiện tại nàng có thể mở miệng cũng chỉ dựa vào luồng ý chí đầy mạnh mẽ của mình, nếu không sớm đã ngã xuống rồi. Ta ở đây sẽ không để cho nàng chết. Thạch Hạo dùng thần niệm để hấp dẫn ngọn lửa, dùng phương pháp dữ dội nhất để kích thích bàn lửa này với hy vọng có thể thu hút nó qua đây để Nguyệt Thiền tránh thoát một mạng. Ồm. Um. Một vệt sáng hạ xuống, vô cùng nóng rát đánh bay Thạch Hạo, đồng thời cả người hắn cháy đen, bỏng rát lan tỏa toàn thân. Hắn ngẩn ngơ, chỉ là một tia hào quang mà lại khiến hắn thành ra như vậy, có thể tưởng tượng được Nguyệt Thiền đang ở giữa kia đã gặp phải tai ương như thế nào, chuẩn bị hóa thành cho bụi. Yêu hỏa như ngươi thì có vẻ chân tiên quái gì, so đó với một cô gái thì được gì, có gan thì nhằm vào ta, thạch hạo bỏ luôn ngôn ngữ cung tế cổ kia, mở miệng nói. Bởi vì hắn biết, ngọn lửa này rất lạ thường, bên trong mặt trăng lại có một tiên ảnh, hoàn toàn khác xa những bảo hỏa hy thế khác. Làng cang, hắn mặc vào giáp trụ rách nát, dù sau đây cũng là thứ xuất phát từ khu vực không người, dù gì cũng có lai lịch vô cùng ghê gớm. Vào lúc này, Thạch Hạo cũng chẳng thể lo nghĩ nhiều, tuy rằng không thể chống lại cổ hòa này, chỉ có thể nối liền thành lập quan hệ khế ước. Thế nhưng nãy giờ chẳng có chút tác dụng gì nên hắn cũng chỉ có thể động võ. Rệt. Hắn liều lĩnh tới mức có thể nguy hiểm đến tính mạng mình cứ thế vọt tới chụp lấy bóng hình của Nguyệt Thiền đang từ từ mơ hồ kia, muốn mang nàng rời đi. Nhìn thấy hắn liều chết xông tới cứu mình, Nguyệt Thiền đang ở trong ánh lửa há miệng, vô cùng suy yếu nói, đừng chịu chết, người trốn đi. Mở. Thạch Hạo quát lớn, dùng tay chấn tan ánh lửa muốn đánh bay ánh trăng để kéo Nguyệt Thiền ra ngoài, thoát khỏi tử kiếp. Thân thể của Nguyệt Thiền mơ hồ, hình thể đã bị tổn hại nghiêm trọng, ánh mắt của nàng sớm mờ đi thế nhưng lúc thấy Thạch Hạo tới cứu mình thì trong cặp mắt lóe lên chút hào quang, khẽ nói, người đi nhanh đi, đừng có điên khùng như thế nữa. Đây chính là mồi lửa của chân tiên, đừng nói là tôn giả, dù là một tên thần mạnh mẽ nhất tới cũng chỉ là uổng mạng, cơ bản không phải là đối thủ. Ừ. Um thạch hạo không đợi nàng nói nhiều cánh tay của hắn xuyên qua màn ánh sáng chụp lấy nàng rồi kéo mạnh tới mình sau đó là nhanh chóng lùi lại nhưng mà vườn thanh nguyệt kia lại đi theo thành huy màu xanh chiếu dọi bao phủ nguyệt thiền cơ bản không hề lùi lại phải khiến thân thể của nàng hóa thành hư vô cho bằng được mà lúc này cánh tay của thạch hạo đau nhức hắn cảm thấy tựa như mình thiêu đốt đi một khúc xương ít nhất huyết nhục đã khô cạn sạch nếu như có người ở đây thì nhất định sẽ khiếp sợ, đây là giáp trụ rách nát gì lại có thể ngăn chặn được quy phong của ngọn lửa này, không có làm cho Thạch Hạo bốc cháy. Hỏa của chân tiên lưu lại không thể chống lại, trong mắt của Nguyệt Thiên loái lên ánh sáng nhìn Thạch Hạo, muốn nói cái gì đó thế nhưng cũng chỉ nói được một câu như vậy, sau đó dùng sức đẩy hắn ra. Lúc này, thần hồn của nàng đã bị đốt cháy thì không cần phải bàn tới da thịt và xương cốt làm gì, sinh mệnh tựa như đã đi tới phần cuối mà vầng thanh nguyệt này cũng không có dữ dội, chỉ là ánh trăng buông xuống nên mới dẫn tới hậu quả như vậy, nếu không sẽ đốt thành bụi trần từ lâu rồi. Người muốn cái gì hả? Hủy diệt một người thì cần có phải tra tấn hành hạ dằn vặt người ta như vậy không? Thạch hạo quát thanh nguyệt, sau đó chấn động thật mạnh, giáp trụ trên người thoát ly nhanh chóng mặc lên trên người của Nguyệt Thiền. Sau đó, hắn triển khai thần thông đưa Nguyệt Thiền ra ngoài, còn hắn thì cũng nhanh chóng tránh né. Giáp trụ tuy lủng thùng đầy lỗ nhưng vẫn có tác dụng nhất định thân thể mờ nhạt của Nguyệt Thiền sau khi được bao phủ lại thì tạm thời ngăn cách với Thanh Nguyệt, thế nhưng nguy hiểm lập tức chuyển hướng về Thạch Hạo ở nơi đó, bên trong thần Nguyệt màu xanh tựa như đã nổi giận rồi. Ở... Ánh lửa chiếu rọi đánh bay Thạch Hạo, nếu như là người khác thì chắc chắn đã hóa thành cho tàn, mà hắn sau khi va mạnh vào nơi sâu trong phế tích thì cả người đau nhức, ánh lửa bốc cháy hừng hực. Thạch Hạo cắn răng, dáng chặn lại đòn đánh này còn mẹ nó, Thạch Hạo chửi thầm, một kích liều chết hòng cứu Nguyệt Thiền, kết quả vẫn thất bại. Thanh Nguyệt quấn lấy Nguyệt Thiền, giáp trụ rách nát kia bị đánh văng ra ngoài thoát khỏi thân thể mờ nhạt của Nguyệt Thiền, không thể bảo vệ được nàng nữa. Thạch Hạo quyết đoán lấy ra lò luyện đan hồng liều mạng, nếu không Nguyệt Thiền không có chút cơ hội nhỏ nhoi nào, sẽ hình thần điều diệt. Ngươi, đừng tới, đây chính là lời nói dùng ý chí cuối cùng của Nguyệt Thiền nói với Thạch Hạo thần sắc của nàng phức tạp nhìn thạch hạo nơi xa, cánh tay mờ nhạt ấy cố gắng dơ dơ. Nói bậy nói bạ, nàng là vợ ta, đương nhiên ta phải cứu, thạch hạo ném lò luyện đan, muốn phóng thích lôi đình có khí tức tiên đạo kia, còn có cục bùn nhão, vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình. Đồng thời, cả người hắn vụt tới muốn dẫn thanh nguyệt theo mình. Nguyệt thiền há miệng thế nhưng cũng không thể nào nói được, dù là thần niệm cũng không thể truyền ra. Ừ một vệt ánh sáng chiếu tới, thần thánh vô cùng đập bay thạch hạo. Nhưng, ngoại ý muốn chính là, hắn cũng không hề bị đánh giết, thậm chí vết bỏng cũng không, ánh trăng rất đặc biệt, cũng chỉ là đẩy hắn rời đi mà thôi. Cùng lúc đó, thanh nguyệt óng ánh, dấu ấn nữ tiên bên trong rõ hơn một chút, tựa như phát ra một tiếng thở dài. Đồng thời, ánh lửa bao phủ lấy nguyệt thiền cũng không có điên cuồng nữa, trong nháy mắt trở nên êm dịu, toàn bộ đều nghịch chuyển. Khí tức suy nhược của Nguyệt Thiền trở nên mạnh mẽ, thân thể mờ nhạt dần tái hiện, cứ như là phượng hoàng tắm lửa sống lại, khí tức sinh mệnh giạt rào lan tràn. Dần dần, nơi đó có một bộ tiên khu trắng mịn và lấp lánh, Nguyệt Thiền tái hiện, nàng đang tái tạo cơ thể, tái sinh xuất hiện. Đây là thạch hạo giật mình. Mi Mì tâm của Nguyệt Thiền đang phát sáng, dấu ấn mà nàng nghi là thần hình tiên đạo đang hóa thành một bóng mờ, cứ như là một cô gái đang nhảy múa cộng hưởng cùng với dấu ấn nữ tiên trong thanh Nguyệt kia.